Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình lại tới làm ở một công trình mới. Đây, phía trước mình là công trình hôm nay làm. Đây là quang cảnh xung quanh ở công trình ở nông thôn Đài Bắc. Xin chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay chia sẻ với quý vị và các bạn một công trình mới. Hôm nay là ngày đầu tiên làm ở đây. Bây giờ đang chuẩn bị đi vào làm. Đấy. Phía trước là cổng đi vào công trình. Anh em đang tập trung để chuẩn bị vào làm. 7 giờ bắt đầu làm việc. Đây là anh Minh Đăng. Đấy. Kỹ sư sắt đấy. Đây. Anh em đã tập trung đầy đủ. Chỗ này là nhà chung cư à nhỉ? Chắc là nhà chung cư. Ra tới sau rồi. Đây chắc là đang xây chung cư các bạn ạ. Làm thôi anh em. Đấy. Anh em đang chuẩn bị tiến vào công trình. Hôm nay anh em mình làm tòa bên này. Buổi sáng anh em mình thi công cái rầm. Buổi sáng em mình trải được cùng này, bây giờ đến giờ đi ăn cơm. Cơm. Bây giờ anh em mình xuống ăn cơm. Cả buổi sáng được cùng này làm mấy cái rầm mới lại. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ mình xuống ăn cơm đây cả nhà. Ôi, trời nắng quá. Đây là cái cầu thang. Đây toàn lắp cốt pha gỗ. Xây dựng ở Đài Loan đấy các bác. Tường ngăn đổ bê tông hết. Chỗ này là tường đơn này. Chỗ này như cái nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này. Đấy. Chỗ này là chắc là bồn rửa mặt. Đấy. Đây. Bên ngoài. Chỗ này là cái gì đây? Minh vào chỗ này rồi này. Cái ô này là cầu thang máy à? Chỗ này là chắc là cầu thang máy. Thẳng
thăm nhé. Đấy, giờ. Đây là ổ điện. Ổ điện. Ổ điện đúng không? Sao dây điện nguồn vào đây? Cơm của mình đây, cơm trưa. Mình ăn cơm canh. Đấy, canh rong biển. Tôi mang ấy rồi. Hả? Tôi không mang cốc rồi. Anh em đang vác sắt trải lượt trên. Thì thôi, dọn dẹp về thôi. Đằng trước đâu? Nghỉ sớm mới. Hả? 26, 27 rồi, nghỉ rồi. Giờ chân tay là về chứ nào. Về thôi anh em. Nghỉ nghỉ, kết thúc một ngày. Vất vả. Về không? 5:30 rồi. Xuống thôi. Không có đoán. Bây giờ đến giờ anh em mình tan ca. Bên dưới. Ăn. Đang gì nữa? Xong rồi. Xin chào tạm biệt anh em nhé. Đang nào rồi? Về rồi. Đâu biết bao giờ là chúng ta xin nào? Đâu không? Được rồi. Có nước khoa. Thế long là có không có không có không có không có không. Là căn hộ chung cư đối diện cũng đang thi công. Đấy. Bây giờ mình quay vào, quay cho các bác xem nhá. Đây. Đây chắc là một cửa đi vào đây. Đây ổ điện đây. Chắc đây là một căn hộ các bạn ạ. Cho nên là xuống cái hố ngầm này. Đấy, tường vách là đổ bê tông hết. Cột, đây là cột này. Chỗ này là ổ điện này. Đằng sau này là có một cái ban công nhỏ nhỏ, phía tường cũng đổ bê tông hết, nên là
cái nhà vệ sinh này. Bây giờ đi lên tầng cho các bạn xem nhé. Đây. Trên này là tầng 2. Đang dựng cột pha để đổ bê tông. Toàn là cột pha gỗ ấy, chống bằng sắt. Xin chào cả nhà nhá. Còn đây là đi sang bên này là cầu thang đi lên. À không phải, chỗ này có cầu thang đi lên mà chưa bắc lên. Đây, cái ô này là cầu thang máy, có một cầu thang máy đi thẳng lên bên kia. Lên tầng 3. Đây. Buổi sáng anh em chúng tôi làm cái sàn này. Buổi sáng lắp mấy cái dầm này. Mấy cái dầm này mới lắp. Rồi đan sàn. Đây là cái dầm nhỏ nhỏ. Cái dầm to này. Đây, ố cầu thang máy. Đấy. Chỗ này cầu thang máy, chỗ kia là cầu thang máy. 1, 2, 3, 4. 4, 5 ố cầu thang máy. Giới thiệu sơ qua về xây dựng của Đài Loan. Nắng quá, bây giờ anh em đang nghỉ trưa.
bên kia được 4 tầng. Thank you.